Cái video này tôi xin nhắm tới những người ở trong nhóm Hipster ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Người đầu tiên là xin gửi lời chào thân mến đến tất cả mọi người. Hello Hipster Việt Nam. Và thứ này như tôi đã thỏa thuận với một vài người, thí dụ như với Long và với Trương. Không, và Trương đã là hai cộng tác viên. Hai cộng tác viên của kênh Quy Huy 61. Và đây là những người cộng tác viên về nội dung, đó là Long đã hứa làm cho tôi một một cái một 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 vài nội dung về Android. Và nếu có thể thì Trương làm giúp anh một ít nội dung về cái Java Spring Framework Spring được không? Hoặc là cái gì mà Trương cảm thấy hay. Trương. Và đây là Long. Và đây là Trướng. Và một người, và như chúng ta đã biết là cái DH DX2 DX2 cũng là một thứ rất là đáng để mà chúng ta phổ biến rộng rãi. Đúng không nhỉ? DX2 thì thứ nhất là install. Và thứ hai là customize. Custom thôi, customize viết tôi dễ viết tiếng Anh dễ sai lắm. Install và customize thì một người nào đó nhỉ, hú làm giúp cái nhỉ? Tình nguyện thôi, để tôi cho post vào cái chỗ này nhé, và tôi sẽ muốn làm cho cái kênh kênh này nó trở thành có rất nhiều nguồn tài liệu để free, miễn phí ở trên mạng cho tất cả mọi người. So và nếu mà có ai ở trong Hisper mà cảm thấy thú vị với cái vấn đề này thì làm ơn nhé, làm ơn gửi email về trao đổi với tôi ở dqhuy 61 a@gmail.com. Và cái video này chỉ ngắn ngủi như vậy, đây là một lời kêu gọi hợp tác vì cộng đồng nhé, chúng ta vì cộng đồng và vì sự phổ biến của DHIS2 cũng như là Java, cũng như là môn lập trình Java mà tôi biết các bạn đều là những expert của các vấn đề này, các bạn đều là những cái lập trình viên tầm cỡ quốc tế. Và hãy giúp tôi việc này nhé. DHIS2 cũng rất cần được phổ biến rộng thêm. Và tại sao lại không? Chúng ta cần phải làm những cái thứ gì đó. Có thể các bạn làm bằng bằng video, hoặc là các bạn có thể viết bài. Và làm ơn gửi nhé. Gửi tôi sẽ có cách đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng. Được chưa? Và tôi chúc tất cả các bạn những chuyên gia tầm cỡ quốc tế nhé. Lời chào trân trọng và sức khỏe. So, thank you very much for watching and see you next time.